Rồi, xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của Hùng nha. Và hôm nay trong cái video clip hôm nay thì Hùng lại giới thiệu cái đàn cún của trại của Hùng nhé. Đây, các bé vừa ăn sáng xong thì Hùng thả cho ra sân chơi được phơi nắng. Mình đây là một em cái vàng. Em này cái vện vàng nhé, vện vàng thưa, bạc má, 3 tháng rồi. Đấy, 3 tháng tuổi rồi. Chưa có tên. Đấy, xoáy kiếm. Xoáy kiếm đuôi cùng giữa lưng luôn nha anh em nha. Đấy. Và đây, đây là một em đực. Em ơi. Ở đây một em đực vện này, đây chiếc ống kính này. Đấy, chui vào trong rồi. Đấy. Em đực vện này được 2 tháng 15 ngày. Đực vện hổ. Đấy. Em này trèo leo thì khủng khiếp luôn. Đấy. Em này cũng chưa có tên này. À đây, đây này em bông đã có tên rồi nha. Em ơi, đây mà, đây. Đây này em, đây, giới thiệu bạn đây em. Hai em cái này, hai đây em cái này, em cái vận lửa này. Đấy, em cái vận lửa này xoáy kiếm đuôi cung, còn em vàng kim này cũng xoáy kiếm đuôi cung là cũng có chủ rồi nhá. Đấy. À, đây này em bột này, đây em bột này, em bột rồi, đây bông và bột. Đây là một em vàng kem. Đây em vàng kem cái. Em này cũng được 2 tháng 15 ngày rồi. Đây. Em vàng kem cái, xoáy kiếm đuôi cùng. Em đi chơi đi, nào ra đây. Ra đây. À đây em được đây rồi. Đây này em được vận hổ lửa nhá. Đấy, vận lửa, vận đỏ. Em được vận đỏ này cũng chưa có tên. Chưa có chủ nhá. Đấy. Không đánh em nhanh, không đánh em. Đây em được này, đây. Đấy. Em này cũng xoáy kiếm đuôi cung, cũng được 2 tháng 15 ngày rồi. Đấy. Đây đi đây, ra đây, ra đây. À, bột hả? Bột mấy bông nghịch cát này. Đây là lúc nào tôi cũng cho cái chậu cát này vào là chúng nó hay rất thích vào cái chậu cát này bới rồi thậm chí là ăn nhá. Vì con chó này nó cũng tự điều chỉnh, điều tiết, nếu mà nó cảm thấy cần cái chất gì mà cần ăn là nó cũng ăn, thiếu là nó sẽ ăn. Đấy nhá. Đây là bông. Bông này cũng là con gái. Đấy. Mặt em kẻ vẽ hình bản đồ Việt Nam. Đây là bột. Bột và một em vện cái vàng. Vện vàng thưa, bạc má. Em này thì tai em này 3 tháng rồi. Em này tai bắt đầu là lên hết rồi, chuẩn bị lên rồi. Lên được hơn 90% rồi. Còn một cây chóp tai bên kia thì chắc vài hôm nữa là lên. Em này cũng chưa có tên nhé. Em này xoáy kiếm. Em này các cái nhưng mà đầu gấu bắt lạt hết cả mấy đứa kia. Rồi, các bạn nào mà quan tâm đến con giống của trại của Hùng thì có thể là liên hệ với Hùng qua cái số điện thoại hoặc là số Zalo để phần mô tả của video nhé. Hùng sẽ gửi video chi tiết cụ thể từng cún một cho các bạn tham xem và tham khảo. Và video cũng kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.